Này em này cho các cô bác anh chị trong quy trình trẻ tâm. Bước đầu là cưa tre này các bác ạ. Cưa được một miếng tre rất là vất vả. Dạo này người ta cũng tiến bộ mà toàn dùng máy rồi chứ cũng không thủ công bằng cưa tay ngày xưa thì chắc nó sẽ vất vả hơn. Em quay cho tất cả các bác xem. Bước đầu tiên là mình phải mua tre và cưa tre, xong bắt đầu trẻ tăm đấy các bác ạ. Đó, nghề làng nghề nó là như thế đấy các bác ạ. Quanh năm ngày tháng lúc nào cũng tất bật. Cần phải rất nhiều sức lao động. Trẻ em học sinh tận dụng được hết. Ngoài giờ học ra là về phụ giúp. Đếm hương đếm tăm, bùa hương bùa tăm. Cô thằng cái làng nghề của chúng em nó có uy tín và nó có truyền thống rất là lâu rồi, cho nên hôm nay chính vì em ở làng nghề mà em rất là yêu nghề, em với cho các bác xem quy trình của nghề làm hương đen gia truyền. Đây là bước đầu. Em sẽ quay cho các bác xem quy trình từng bước một để các bác hiểu rõ về làng nghề của chúng em. Em chưa giới thiệu tên. Hai bác chủ nhà này là hai bác Minh Dũng ạ. Các bác có cần tìm hiểu thêm thì các bác cứ tìm đến địa chỉ.